Ok, chúng ta bắt đầu học nhé. Carbohydrate trong đề thi học. Và nhớ lịch live stream hàng tuần chúng ta có một số điều để nốt nhé. Câu đầu tiên, câu số 1. Cho m gam tinh bột lên men thành ancol rượu etylic rượu suất 81%. Bài rất hay lừa. Tinh bột là C6H10O5. Đúng chưa? Lên men thành rượu ancol etylic với hiệu suất 81%. Vậy là 0,81. 81% là bằng 0,81. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra. Vậy ở đây là tinh bột lên men tạo thành 2 lần CO2. Thế thì tách thành CO2 sinh ra đã. Được hấp thụ hoàn toàn dung dịch CO2 2 lần. Các em cần lưu ý, ở đây CO2 2 lần, không có cụm từ dư. Thu được 550g kết tủa. Vậy kết tủa chúng ta là kết tủa CaCO3. Số mol bằng 550 chia 100 thì bằng 5,5. Và dung dịch X. Vậy thì ta dự đoán luôn dung dịch X này chúng ta chắc chắn có CaHCO3 là. Đun kỹ dung dịch X thì thu được 100g kết tủa. Vậy kết tủa chúng ta là kết tủa CaCO3. Và rất nhiều bạn bị nhầm chỗ anh này. Chúng ta cần lưu ý CaHCO3 2 lần. Mà đun nóng, đun một chút thôi thì ta sẽ thu được CaCO3 CO2 cộng nước. Và các bạn khá là nhầm ở đây khi các bạn bảo toàn carbon. Được chưa? Viết phương trình thu được 100g kết tủa. Vậy số mol kết tủa đây bằng 100 chia cho 100 thì bằng 1 mol. Vậy hoàn ta tìm được số mol CaHCO3 2 lần bằng 1 mol. Ta tìm được số mol CaHCO3 2 lần bằng 1 mol rồi thì ngay lập tức trên này là 1 mol đúng không? Đến đây mục tiêu chúng ta là cần tìm số mol CO2 thì em lưu ý nha. Chúng ta bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. 1 nhân 2 bằng 2 cộng 5,5 bằng 7,5. Các em nhìn thầy chỉ lại bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon. 1 nhân 2 cộng 5,5 bằng 7,5. Vậy là 7,5 mol CO2. Vậy sang bên này ta sẽ được là 7,5 mol CO2. Đường chéo 7,5 nhân 1 chia 2. 7,5 nhân 1 chia 2. Thuận nhân nghịch chia cho hiệu suất 0,81. Vậy ta tìm được số mol của C6H10O5 bằng 7,5 chia 2 chia cho 0,81 bằng, được chưa? Được bao nhiêu? Nhân với 162 bằng 750g. Được bao nhiêu? Nhân với lại được bao nhiêu ra khối lượng nhân với 162 thì kết quả của chúng ta bằng 750g. Đáp án đúng, đáp án dễ. Đấy, đây là câu trong đề thi đại học khối A năm 2007. Một câu khá là chắc chắn đúng không? Kim Liên nghỉ học off hơi bị lâu rồi nhá. Wow, Ngọc Nguyễn trả lời đúng, Mizo trả lời đúng, rất tốt các em. Chúng ta tiếp tục này, sang câu số 2. Vẫn ở trong đề đại học khối A năm 2007. Các em comment nhanh tay, comment đáp án xuống dưới nhá. Quầy, quên mất, thầy cũng xin lỗi các em là dạo này thầy bận quá nên thầy chưa kịp gửi link tài liệu driver cho các em. Thì chắc là tối nay hoặc sáng mai thầy gửi link Google Driver cho các em nhé, link tài liệu nhé. Các em giúp thầy share và tag các bạn vào trong video livestream nhé. Chúng ta tiếp tục này sang câu số 2. Các em comment đáp án đi. Để chứng minh trong phân tử glucose có nhiều nhóm hydroxin, gạch chân từ thầy nhiều, người ta cho dung dịch glucose tác dụng với phản ứng với gì? Thế thì ở đây là cho tác dụng với COOH 2 lần nhá, để tạo phức. Bởi vì phản ứng này chứng minh là phản ứng chứng minh tính chất của nhóm polyol. Polyol này tác dụng với COOH 2 lần ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch màu xanh. Cái này nó khác biệt thế này. Nhiều nhóm thì là chứng minh polyol nhá, thì là dùng COOH 2 lần. Nhưng mà nếu mà chứng minh là có 5 nhóm OH ấy, hôm nọ thầy đăng một câu hỏi lên hỏi chứng minh có 5 nhóm OH ấy, thì khá nhiều bạn trả lời sai. 5 nhóm OH thì phải sử dụng tác dụng với anhydrid acetic CH3CO tất cả 2 lần O nhá. Thì mới chứng minh có 5 nhóm OH. Các em lưu ý cái này lại. Nhớ nốt cái này lại, không nhầm. Xe về tường để nốt lại nhá. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu số 3. Yêu cầu các em là ăn nói cho nó chuẩn nhá. Không là thầy hủy kết bạn đấy. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 3. Wow, các em thấy, chào Trần Thảo, các em thấy điện thoại mới livestream có hit không? Nếu mà hit thì mỗi đứa tag thêm một đứa bạn vào trong này để cùng theo dõi video livestream này đi. Câu số 3. Cellulose trinitrate, ở đây thầy sẽ share cho các em cách làm cực kỳ nhanh mà thầy vẫn hay dạy team offline nhá. Cellulose trinitrate được điều chế từ cellulose. Vậy là từ sen. Được chưa? Thế thì ở đây thầy cứ ghi này, cellulose là C6H10O5. Để điều chế ra cellulose trinitrate thì cần tác dụng với lại HNO3 đúng không?
thằng này cộng với HNO3 để tạo thành cellulose trinitrat là C6H7O2NO3 tất cả 3 lần. Được chưa? Thế thì nào thì làm nhanh ấy, thì ghi anh này là sen cộng với 3 anh HNO3 để tạo thành anh cellulose trinitrat. Chào công danh, chào tất cả các em. Hiệu suất phản ứng là 9% và anh này là 0,9. À, ta tìm được số mol của cellulose kg không quan tâm nhá, 29,7 chia cho 297, anh này phân tử khối bằng 297 thì bằng 0,1 mol. Đề bài hỏi là dung dịch chứa m kg acid nitric, vậy thầy cần tìm được số mol của HNO3, 0,1 nhân 3 chia 1 thì bằng 0,3. Thuận nhân hiệu suất, nghịch chia hiệu suất, được chưa? Vậy chia cho 0,9. Vậy ta tìm được số mol của HNO3 bằng 0,3 chia 0,9 bằng được bao nhiêu nhân 63 ra khối lượng 21 kg. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok chưa các em? Đây là đề của đại học khối B năm 2007. Chúng ta tiếp tục sang câu số 4 nha. Có vừa nãy được 100 bạn bây giờ đã tụt rồi. Hình như ít đứa xe sao ấy. Này 2K1 mà không xe nhiều lên là thầy mà buồn với 2K1 là thầy chỉ đi live stream cho 2K2 rồi đấy. Nha. Các em nhanh tay comment đáp án lại đây. À, cũng như xe về tường để nhận được phần thưởng quà tặng sinh nhật thầy nhá. Ok. Chúng ta tiếp tục. À, peptide dĩ nhiên sẽ có chứ. Lần lượt bây giờ đang carbohydrate, chúng ta có carbohydrate buổi 1, carbohydrate buổi 2, sau đó đến amin, amino acid, peptide, protein đủ hết. Ok chưa các em? Chúng ta tiếp tục này. Phát biểu không đúng. Các em lưu ý nhá, các em rất hay bị nhầm ở chỗ cái từ không đúng hay từ đúng. Được chưa? Hôm nay xem nào. Các em theo dõi video livestream hôm nay chúng ta có bao nhiêu câu? Đấy, để thầy check. À, nay chúng ta có 21 câu nha. Chúng ta tiếp tục sang câu số 4. Phát biểu không đúng. À, dung dịch maltose tác dụng với CO2 hai lần đun nóng cho kết tủa CO2O. Cái này đúng hay sai? Cái này đúng bởi vì maltose có nhóm chó. Sản phẩm thủy phân của cellulose sulfat cộng có thể cho tham gia phản ứng tráng gương. Đúng bởi vì thủy phân cellulose cho ta glucose. Thủy phân sulfat cộng saccharose cũng như maltose đều cho cùng một monosaccharide. Sai. Saccharose mà thủy phân cho ta một glu cộng một fruc. Còn man thủy phân cho ta một glu. Sorry, man cho ta hai glu. Vậy là cùng một monosaccharide là sai. Vậy đáp án sai là đáp án C em nha. Em nhớ lưu lại, thầy thấy khá nhiều bạn trả lời đúng đấy. Chúng ta tiếp tục sang câu số 5. Đề đại học khối A năm 2008. Những câu này cũng câu rất dễ, rất chuẩn với là quy chế thi năm nay là trọng tâm chương trình lớp 12. Nên các em cần lưu ý nhé. Trọng tâm năm nay chương trình lớp 12. Thế nên là thầy mới xây dựng cái chuỗi live stream này, toàn các câu trong chương trình lớp 12. Cực kỳ quan trọng luôn. Hãy share nhanh về tưởng lưu lại để mà đến lúc cuối năm ấy các em cũng có thể có một cái hệ thống video live stream của thầy. Các em chỉ cần bật lên cho các em ôn lại nghe thầy nói thôi là ok rồi. Câu số 5. Tinh bột, cellulose, saccharose, maltose đều có khả năng tham gia phản ứng. Ta nhìn thấy thằng này là polysaccharide này. Thằng này đi saccharide này, poly và đi thì đều có chung một phản ứng, đó là phản ứng thủy phân. Đáp án đúng đáp án A nha. Sang câu số 6. Glucid carbohydrate chỉ chứa hai gốc glucose trong phân tử. Vậy nó là đi rồi, đúng không? Đi saccharide là loại sen, loại tinh bột. Saccharose là một gốc alpha glu và một gốc beta phruc loại tiếp. Maltose gồm có hai gốc glu B. Rất dễ rồi. Chúng ta sang câu số 7. Lượng glucose cần dùng. Wow, được lên 110 anh em rồi. Xe nhiều vào các em. Xe thật nhiều vào. Để mà tăng được nhiều hơn nữa. Để mà từ đó thầy có thể có hứng để live stream cho các em các buổi tiếp theo. Các em nhớ nhé, 21 giờ tầm 40 thì 30 thì mới dậy rồi. 21 giờ 40 thứ 6 hàng tuần nhé. Từ nay là ok rồi. Thứ 6 hàng tuần rồi. Là thầy là của 2K1. Nhớ chưa? Lưu lại nhá. Đến giờ bật live stream thôi. À, các em nhớ là follow đặt chế độ xem trước thầy để còn nhận được thông báo nhé. Câu số 7. Lượng glucose cần dùng để tạo ra 1,82g sorbitol. Cái này sorbitol các em hay bị nhầm lắm. Glucose là C6H12O6 cộng hydro thì nó tạo thành là C6H14O6. Hiệu suất 80% và anh này 0,8. Ta tìm được số mol sorbitol bằng 1,82. Chào Thùy Linh. 1,82g. 1,82g sorbitol, ta tìm được số mol sorbitol 1,82 chia 182 bằng 0,01. Vậy ta suy ngược lại. Tìm được 2K học được Thùy Linh nhá.
suy ngược lại 0,01 nhân 1 chia 1 thì bằng 0,01. Thuận nhân với 0,8, nghịch chia cho 0,8, chia 0,8. Được chưa? Thế là vậy ta tìm được khối lượng của glucose bằng 0,01 nhân với chia cho 0,8 được bao nhiêu nhân 180 bằng 2,25 g. Thế bây giờ thầy tiết lộ cho các em một chút cái kỹ năng để ta làm nhanh được cái phần carbohydrate nhé. Các em muốn làm được nhanh ý, muốn làm được nhanh thì các em cần thuộc một số phân tử khối, cần thuộc phân tử khối. Ví dụ này, glu và fructose thì cùng là C6H12O6 thì phân tử khối nó đều bằng 180. Xác với man thì công thức là C12H22O11. Thầy ghi này là không phải để chơi đâu, để các em lưu về nhà, lưu về tường đấy nhé. Phân tử khối bằng 342. Tiếp tục là tinh bột và sen là C6H10O5, tất cả N lần, nhưng trong bài tập thầy bỏ cái N đi. Phân tử khối bằng 162N, trong bài tập thầy chỉ ghi 162 thôi. Làm như vậy nó nhanh. Hiệu suất thầy vừa mới chữa xong, chú ý vào phương trình nhá. Tập trung vào. Hiệu suất cứ thuận nhân nghịch chia thôi. Được chưa? Đấy, các em theo dõi từ đầu đến cuối, tí tí thì lại thả thính tí mấy cái cách làm nhanh nhanh. Bây giờ là cách thuộc phân tử khối rồi. Rồi ta sang câu số 8 nha. Câu số 8 này. Khối lượng của tinh bột, vậy tinh bột bây giờ thầy bỏ N đi là C6H10O5. Lên men để tạo thành 5 lít rượu ăn nitric, vậy là rượu ăn nitric là C2H5OH. Bài này có công thức nhưng thầy không dạy các em công thức, bởi vì công thức nó xa rồi bản chất. Poppy poppy làm mau lên nhá. Tiếp tục này. Khối lượng tinh bột cần dùng trong quá trình lên men 5 lít rượu ăn nitric, hiệu suất cả quá trình 72%. 72% là 0,72. Vậy đầu tiên ta phải xử lý 5 lít rượu ăn nitric 46 độ đây này. Đây là V rượu, V dung dịch. Đây là độ rượu. Thế ta cần biết là độ rượu thì bằng gì? 46 độ thì bằng V nguyên chất chia V dung dịch nhân 100. Vậy đến đây ta tìm được V nguyên chất là V của C2H5OH nguyên chất bằng bao nhiêu? 0,46 0,46 nhân 5 bằng 2,3 lít. Được chưa? Thế có V nguyên chất rồi này. Nhưng mà lại khối lượng riêng nguyên chất là 0,8 gram trên lít. Bây giờ thầy kệ đi, gram trên lít chính là kg trên lít. Đúng chưa? Thầy không dùng công thức đâu. Được, nhưng mà thầy không dùng công thức. Thầy muốn giảng bảng chất cho các em. Muốn tìm, vậy là ta có là D thì bằng M trên V. Suy ra M bằng D nhân V. Vậy M ở đây bằng D là bằng 0,8 nhân V là 2,3 bằng 0,8 nhân 2,3 bằng 1,84 g. Thế là sau khi tìm được M rồi thì hoàn toàn thì tìm được số mol của C2H5OH bằng 1,84 chia cho 46, 0,04 mol. Thế ra được 0,04 mol rồi thì hoàn toàn ta suy ngược lại đã được 0,44 nhân 1 chia 2 bằng 0,02. Thuận nhân hiệu suất này, một vài bạn vừa nói bảo là hiệu suất như thế nào này, thì đây này, 0,4 nhân 1 chia 2 này, 0,02 này, thuận nhân này, nghịch chia này, chia cho 0,72 này. Được chưa? Đấy thì ra số mol là sẽ có 15 nhá. 0,2 này chia cho 0,72 này. Được bao nhiêu nhân 162? 4,5. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án D. Được bao nhiêu nhân 162 nhá? Bằng 4,5. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án D. Tốt. Rất nhiều bạn comment đáp án D. Ngọc Nguyễn đúng, Minh Đức đúng, Nguyễn Thị Kim Long đúng. Rồi, ok. Rất tốt. Bây giờ ta đẩy nhanh tốc độ lên nhá. Mình giải sang câu tiếp theo, câu số 9. Câu tiếp theo, câu số 9. Thế đợi một chút cho các em comment đáp án à. Các em comment đáp án lại đây nhá. Comment thật nhanh 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 đáp án vào. Xem 100, xem câu số 9 đáp án gì. Câu số 9 đáp án gì? Chưa thấy bạn nào comment đáp án. Tuấn Vũ 9A, tốt, nhanh lắm. Tuấn Vũ học sinh ở offline. Ngọc Nguyễn, nhanh lên em. Hello,
Ngô Thái tốt, Vũ Phương Thảo tốt đấy. Nhanh lên nào. Thể tích dung dịch H2O3 khối lượng riêng cần dùng để tác dụng với cellulose tạo thành, thế bây giờ thầy làm nhanh nhá. H2O3 này cần dùng để tác dụng với cellulose tạo thành cellulose trinitrat thì ghi XTN. Được chưa? Vậy thì có này, 3 thằng H2O3 mới tạo thành XTN này. Bài này biết lượng H2O3 bị hao hụt 20% và hiệu suất là bằng 80, vậy là 0,8. Ta tìm được số mol của cellulose trinitrat bằng 89,1 chia cho 297 chia 297 0,3 mol. Vậy suy ngược lại ta toàn tìm được số mol H2O3 0,3 nhân 3 bằng 0,9. Thuận nhân hiệu suất nhân 0,8 nghịch chia. Chào Đỗ Ngọc Hải, chia 0,8. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được khối lượng của H2O3 nguyên chất sẽ bằng là 0,9 chia 0,8 nhân 63 bằng 0,9 chia 0,8 nhân 63 bằng 70,875. Tiếp tục hoàn toàn đến đây thầy tìm được m dung dịch 67,5% bằng C% bằng m chất tan chia m dung dịch. Vậy m dung dịch bằng m chất tan là 70,875 chia cho C%. C% là 67,5 thì bằng 0,675 bằng 105. Vậy hoàn toàn đến đây ta tìm được V. V bằng m trên D. 105 chia D là 1,5 bằng 70 lít. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À, rất tốt. Từ nãy thì nhìn thấy khá nhiều bạn comment là đáp án A đấy. Rất rất tốt luôn. Và chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 10. Cho dãy các chất, số chất trong dãy tham gia được phản ứng trắng gương. Chúng ta phải lưu ý là phản ứng trắng gương như nào, điều kiện phản ứng trắng gương là gì. Đấy, các em comment đáp án nhá. Bây giờ đây thì nói này, để trắng gương thì nó cần thỏa mãn gì? Có nhóm chó hoặc là có đầu HCOOR phải. Đấy, có nhóm chó hoặc là có nhóm RHCOOR phải. Thế vậy, với bọn này thì ta có điều như sau. Có điều như sau. CH2 có tác dụng với AgNO3 trong NO3 nhưng không có trắng gương. Vứt. Thằng này kết tủa màu vàng, không có trắng gương. Thằng này có chó, lấy. Thằng này có HCO, lấy. Thằng này có chó, lấy. Thằng này ăn hít, không. Mantozơ có chó, lấy. Vậy thì có 1, 2, 3, 4 chất. Đáp án đúng chúng ta, đáp án D. Chắc chắn luôn. Tốt, Pupi Pupi đúng, Đạt Thông đúng. Chúng ta tiếp tục sang đề của năm 2009. Những câu này những câu khá là chất và các em sẽ gặp cực kỳ nhiều trong đề thi ở trên lớp của các em nhá. Giờ ta sang chữa các câu của đề thi đại học khối A năm 2009. Câu 11, lên men mg glucose với hiệu suất 90%. Glucose với hiệu suất 90%. Vậy ta có là glu hiệu suất 90% là 0,9. Lượng khí CO2 sinh ra, vậy tạo thành 2 lần CO2. Thấy có này, CO2 sinh ra này, hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong. Thu được 10 gram kết tủa là CaCO3, số mol bằng 10 trên 100 bằng 0,1. Được chưa? Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gram. À, khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gram. Có nghĩa là âm 3,4 thì bằng M vào trừ M ra. M vào dung dịch là gì? CO2. Mở ra dung dịch là gì? Kết tủa. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được MCO2 bằng M kết tủa là 10 gram trừ 3,4 bằng 10 trừ 3,4 bằng 6,6 đúng không? 6,6. Vậy đến đây hoàn toàn thì tìm được số mol CO2, lấy 6,6 chia cho 44 bằng 0,15 mol. Số mol CO2 bằng 0,15 mol. Vậy hoàn toàn ta suy ngược lại được số mol glu 0,15 nhân 1 chia 2. 0,15 nhân 1 chia 2. Thuận nhân với hiệu suất, nghịch chia hiệu suất, đây là nghịch này, chia hiệu suất là chia 0,9. Vậy tìm được số mol glu. Chia 2 chia 0,9 bằng được bao nhiêu nhân 180?
15g. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? 15. Các em bấm máy tính nhá. 11 đáp án gì? Chính xác. Đúng, CH2 là ankin. Ankin thì không có phản ứng trắng gương nhá. Câu 22. Câu 12. Carbohydrate nhất thiết phải chứa nhóm chất nào? Ai giời. Câu này khá là hay. Các em học offline cũng như online tác giúp thầy thì các bạn vào trong video live stream mà nhá. Alo. Tiếp tục này. Carbohydrate nhất thiết phải chứa nhóm chất của gì? Ancol. Đấy, đáp án A là đáp án chính xác. Tốt, Dương Dung tốt, Gia Quang tốt. Sang câu 13. 13 của đề thi khối A năm 2009. Dãy cùng các dung dịch đều tham gia phản ứng trắng bạc, em thấy độ đề thi lặp đi lặp lại không? Trắng bạc có khác gì trắng gương đâu. Bên như vừa nãy nó cần gì? Chó, HCOR phải. Glu có chó, man có chó. Acid formic là HCOOH có dạng HCO. Được. Anhydride acetic là CH3CHO có chó. Vậy là A đúng. Thế B sai ở đâu? B sai glycerol không trắng bạc. C glycerol không trắng bạc và D saccharose không trắng bạc. Đáp án đúng chúng ta đáp án A. Nha. Chúng ta tiếp tục sang câu số 14 là câu đề thi đại học khối B năm 2009. Câu ở trong đề thi đại học khối B năm 2009, những câu lý thuyết. Phần carbohydrate này trọng tâm này là lý thuyết các em ạ. Khá là khủng đấy. Các em comment đáp án câu 14 xem nào. Nhanh tay, nhanh tay, nhanh tay. Nhanh tay. Gia Quang nhanh quá, tốt. Rất tốt. Thầy rất mong muốn là tất cả các bạn và các em đang theo dõi video live stream của thầy giúp thầy share video live stream lên trên trang cá nhân, cũng như tag tất cả các bạn của các em vào trong video live stream này, để mà từ đó chúng ta có thể cùng học với nhau cho tốt hơn nhá. Hello, chúng ta chữa câu 14 này. Tập trung vào. Cho một số tính chất, các tính chất của cellulose này, dạng sợi, đúng. Tan trong nước không, gỗ làm sao tan trong nước được. Tan trong nước survey xe, đúng. Survey xe, được. Phản ứng với acid nitric đặc, có. Vậy ta có nhìn này, 1, 3, 4. A không có 1 loại. C có 2 loại. 2 không có 1 loại. Vậy đáp án đúng 1, 3, 4 và 6. Bị tỷ phân cho môi trường acid nó đúng. Trắng bạc chắc chắn là không. Đáp án đúng chúng ta đáp án B. Bỏ. Được chưa? Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo nhé. Câu số 15. Phát biểu nào sau đây là đúng? Ngọc Nguyễn hôm nay rất tốt. Hôm nay thầy thấy bạn Ngọc Nguyễn rất là tích cực. Comment trả lời bài tập rất là tốt. Các em cũng cùng quyết tâm như bạn thì thi đại học mới đỗ điểm cao được. Đó. Câu 15. Phát biểu nào sau đây là đúng? Saccharose là mất máu đốt brom. Sai. Làm gì có chó. Glucose bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NO3. Cái này rất nhiều bạn bị nhầm nhé. Các em chú ý này. Có phải là bạc cộng về bạc không? Vậy là đây là khử tăng O giảm. Vậy là bạc đóng vai trò là chất oxy hóa. Bạc cộng đóng vai trò là chất oxy hóa. Thì suy ra glucose đóng vai trò là chất khử. Chất khử thì không thể bị khử được, mà chất khử phải bị oxy hóa. Vậy là B lại sai tiếp. Sai chỗ bị khử. Cellulose có cấu trúc mạch phân nhánh. Sai. Dạng sợi vừa học trên. Amylopectin cấu trúc mạch phân nhánh. Cái này đúng. Người ta ăn đúng đáp án C. Rất rất nhiều bạn bị sai. Tốt, Vũ Phương Thảo tốt. Hành Tiến đúng. Nguyễn Thúy Hiền đúng. Rất tốt. Câu 16. Câu phần chương carbonate này là chương dễ nhất trong chương trình lớp 12 đấy. Nhưng mà các em cũng lại hay bị mất điểm nhất ở cái chương này. Thế nên là thầy mới chọn cái chương này, thầy dạy các em. Mạnh Hùng tốt, Nguyễn Thị Hiền tốt. Giờ sang câu 16 này. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Glucose tồn tại hai dạng mạch hở, mạch vòng. Đúng. Ở dạng mạch hở, glucose có 5 nhóm OH kề nhau. Cái này đúng, đúng không? Khi glucose ở dạng mạch vòng thì tất cả các nhóm OH đều tạo este với CH3OH. Glucose tác dụng được brom. Cái này tác dụng được brom, đúng này. Tồn tại ở dạng mạch hở, mạch vòng, đúng này. Mạch hở glucose có 5 nhóm OH liền nhau này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Có đúng 5 nhóm OH liền nhau chưa các em? Đúng chưa? Một con chó. Vậy đúng tiếp này. Ở glucose tạo mạch vòng, tất cả các nhóm OH đều tạo ETA với CH3OH là sai. Vậy không đúng là C.
Wow, tốt nhờ. Vũng Thảo trả lời rất tốt, Nguyễn Quang Tú tốt, Hạnh Tuyến tốt, rất tốt đấy. Sang câu 16 nào. Một phân tử saccharose thì có. Saccharose thì được tạo bởi từ một gốc alpha glu, beta glu loại này, beta glu loại này, hai gốc loại này, alpha glu một gốc beta fructose đúng, dê. Rồi, bây giờ thầy để dành thời gian một chút cho các em cùng làm câu số 17 này. Đấy, thầy để dành thời gian một chút cho các em cùng làm câu số 17 và xem bạn nào comment đáp án nhanh tay nhất. Đấy, thầy chờ đợi xem bạn nào comment đáp án nhanh tay nhất. Thầy chờ đợi một chút. Hello. Wow. Đấy, các em chào 130 anh em đang theo dõi video live stream của thầy. Đấy, các em hãy giúp thầy share lại về tường cũng như tag tất cả các bạn của các em vào trong video live stream này để mà chúng ta có một buổi học thật là thành công mỹ mãn, để mà từ đó thầy có cái độ sung sức để thầy có thể live stream cho các em nhiều hơn. Wow, học sinh team online và offline thầy comment nhanh thế, ánh tặng với Mạnh Hùng rất tốt. Từ 180g glucose. Vậy ta tìm được số mol là 180. Chia 180 bằng 1 mol. Bằng phương pháp lên men rượu thu được agam ancolytic. Ancolytic là C2H5OH 2 lần. Hiệu suất 80%, vậy này là 0,8 này. Vậy hoàn toàn là có 1 x 2 bằng 2. Thuận nhân 0,8 thì bằng 1,6 mol. Được chưa? Như đề bài nói này, oxy hóa 0,1 agam C2F5OH. Oxy hóa 0,1 agam có nghĩa 1 phần 10 của agam gì? 1 phần 10 của agam có nghĩa 1 phần 10 của 1,6 thì chính là 0,16. Bằng phương pháp lên men giấm thì thu được hỗn hợp X. Vậy bằng phương pháp lên men giấm thì chắc chắn ta thu được là CH3COOH. Sau đó cho CH3COOH tác dụng với NaOH thì để trung hòa thì tác dụng vừa đủ. Vậy ta tìm được số mol NaOH bằng 0,2 nhân 0,72. 0,2 nhân 0,72 thì bằng 0,144. Vậy số mol NaOH vừa đủ là 0,144. Thì ta tìm được số mol CH3COOH là bằng 0,144. Vậy đây là số mol C2H5OH ban đầu. Thì số mol C2H5OH phản ứng sẽ chính bằng 0,144 nhân 1 chia 1 thì bằng 0,144. Hiệu suất quá trình lên men giấm, vậy đến đây ta tìm được hiệu suất. Hiệu suất sẽ bằng số mol phản ứng chia số mol ban đầu. Đấy. Rất nhiều bạn kém phần này đúng không? Đây thì thầy chữa phần này ở trong bài tập đấy, các em cần chú ý xem nhá. Nhân 100% thôi, nhân 100% thì bỏ đi. 0,144 chia cho 0,16 thì bằng, chia 0,16 bằng 0,9. Có nghĩa là bằng 90%, nhân 100 nó bằng 90%. Đáp án đúng đáp án dê. Chúc mừng tất cả các bạn đã comment đáp án đúng đáp án dê. Nha. Đấy, bộ này cực kỳ chất luôn. Không xem bộ này là hơi bị phí. Chúng ta sang tiếp tục đề thi của năm 2010 khối B. Những câu này là những câu sẽ có cực kỳ nhiều trong các cái đề của các em ở trên trường, nên là chú ý học theo thầy. Ô, chúng ta chỉ còn 4 câu nữa thôi. Mà bây giờ đã được 142 bạn xem rồi. 142 bạn xem, nhanh tay giúp thầy xem về tường đi. Để mà tag các bạn vào, các em comment cho thầy đáp án câu 18 xem nào. Các em comment câu 18 này. Các dung dịch phản ứng với CH2 lần nhiệt độ thường này. Đấy, xem phản ứng với CH2 lần nhiệt độ thường thì gồm những thằng nào. Xem có nhớ không, xem có biết không, xem có giỏi không. Nhờ. Các dung dịch phản ứng với CH2 lần là nhiệt độ thường là. Chú ý là ở đây cái câu chốt là câu nhiệt độ thường nhé. Thế thì ở đây ta có này, lòng ăn trứng phản ứng được albumin mà. Albumin biore. Fructose có chó không? Không có, nhưng mà nó có OH liền kề phản ứng được. Acetone thì chịu. Vứt cháo. Được chưa? Tiếp tục này. Anhydr acetic thì phải đun nóng nhẹ. Nó có chó mà. Vứt tiếp. Fructose OH đa kề. Acid acrylic là phản ứng giữa acid và base được, nhưng ancolytic loại. Glycerol OH đa kề, ok. Acid acetic phản ứng acid base, ok. Glucose anco đa kề, ok. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án gì? Rất là tốt. Đấy, những cái câu này chất lắm các em ạ. Lý thuyết phần carbohydrate cực kỳ khoai, nhưng không phải là dễ đâu. Ăn được chọn điểm nó là cũng kinh đấy. Mà bây giờ như đồng chí, như bác bộ trưởng đã nói rồi, thì chúng ta là thi là trọng tâm chương trình lớp 12, nên thầy trọng tâm môn cho các em chương trình lớp 12. Nên các em chú ý theo dõi những chuỗi live stream của thầy vào tối thứ 6 hàng tuần. Thầy đập hẳn điện thoại hiện về để live stream cho các em rồi.
Nên là bây giờ chúng ta chỉ có học trong khóa online iStacy của thầy này để nắm chắc kiến thức cơ bản này, sau đó là hàng tuần tối thứ sáu online để theo dõi thầy Minh chữa bài tập. Thế là các em sẽ điểm thi cực kỳ cao như các anh chị khóa trước của thầy. 2000, 2K1 các em nhìn điểm hết rồi. À, câu 19, chất X có các đặc điểm sau: phân tử nhiều nhóm OH. Ok, ngon. Vị ngọt, thằng này chọn ngọt. Hóa tan sinh hoạt là nhiệt độ thường, bọn này thì loại được sen. Phân tử có liên kết glycosid, vậy nó phải là từ đi trở lên. Loại glucose. Thằng này là mono. Và mất máu nước và rôm. Thế thì thôi rồi, sao con cho loại nốt, các bạn đúng chúng ta đáp án B. Rất dễ đúng không các em? Wow, và giờ ta chỉ còn hai câu nữa để kết thúc buổi tối ngày hôm nay, finish đẹp đẽ, và sau đó thì hẹn gặp các em vào tối thứ sáu tuần sau. Và thầy cũng nhắc các em luôn là mùng 10 tháng 10 sinh nhật thầy nhá, bạn nào muốn tặng quà thầy thì inbox tặng trước đi, thầy bắt đầu nhận quà từ ngày hôm nay. Và cũng trung tâm iStar là tổ chức cái tiệc sinh nhật thầy khá là to, và đấy thì những bạn nào mà đăng ký thầy có một món quà nhỏ nhỏ để vào sinh nhật thầy cũng tặng các em. Thế là các em nào mà đăng ký khóa học online iStar iStar của thầy vào các ngày mùng 8, mùng 9, mùng 10 thì sẽ được combo tặng thêm một khóa học toán online nữa nhá. Nhắc lại đấy, câu 20. Cellulose từ nitrat được điều chế từ phản ứng axit nitric và cellulose, hiệu suất phản ứng là 60% tính theo sen. Đây là vậy ta có này. Cellulose từ nitrat được điều chế, vậy ta có cellulose tạo thành cellulose từ nitrat XTN. Giờ để dạy chúng ta cách nhanh luôn. 2 tấn sen, hiệu suất phản ứng 60 0,6. 2 tấn sen ta tìm được số mol sen bằng 2 chia cho 162. Ra được cellulose từ nitrat là 2 chia cho 162. Thuận nhân. Nhân hiệu suất nhân 0,6. Thế là số mol cellulose từ nitrat em thuộc phân tử khối em cần nhân 297 thôi là xong. Ok rồi. 2 chia 162. Những bạn nào mà học thầy từ đầu ấy, online như offline bấm máy tính nào đáp án này. Đúng không? Thế nên là các em nhìn thấy các bạn làm như kiểu hack ấy. 2,2 tấn xong. Đáp án đúng, đáp án D. 20 đáp án D. Tốt, Mạnh Hùng tốt. Rất tốt. Ra sang câu cuối cùng của tối ngày hôm nay. Mỗi tối mình làm tầm 20 21 câu thôi. Ra sang câu cuối cùng của tối ngày hôm nay, câu số 21. Anconetilic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. Vậy đi từ tinh bột C6H10O5 toàn bộ hiệu suất quá trình là 90%, vậy đây là 0,9. Thu được hai lần CO2. Được chưa? CO2 sinh ra khi lên men tinh bột cho vào nước vôi trong, CaOH hai lần. Thu được 330 gram kết tủa CaCO3 330 gram. Biết khối lượng X giảm đi là 132 bằng M vào trừ M ra. Cái gì vào? MCO2 vào. Cái gì ra? M kết tủa. Vậy hoàn toàn thầy tìm được khối lượng của CO2 thì bằng. Tốt, ra quang tốt, năm qua tốt. Tiếc nhỉ, giá mà thầy live stream sớm vào một hôm. Bằng, nhưng mà điện thoại thì mới mua. M kết tủa là 330 trừ đi 132 bằng 330 trừ 132 bằng 198 chia cho 44. Số mol của CO2 là 4,5. Vậy thì suy được số mol CO2 này là 4,5. Suy ngược là anh này 4,5 nhân 1 chia 2. Thuận nhân. Thuận nhân hiệu suất, nghịch chia hiệu suất chia 0,9. Được bao nhiêu nhân 162 ra khối lượng? 4,5 chia 2 chia 0,9 nhân 162 bằng 405. Thì đáp án đúng, chúng ta đáp án B. Ok, đã xong tối ngày hôm nay. Hello các em, thầy Minh đây. Buổi live stream ngày hôm nay các em thấy thế nào? Hình ảnh sắc nét chứ? Rõ ràng nhé. Nét như Sony X camera kép mà này. Dĩ nhiên là phải sắc nét rồi. Thầy cực kỳ cố gắng bởi vì hai cái điện thoại của thầy bị hỏng nên là thầy phải đi tậu điện thoại mới để livestream cho các em. Các em biết là sự cố gắng của thầy như thế nào vì thầy vừa dạy lớp off về xong, khá là mệt, nhưng mà livestream các em rất là vui khi mà các em share bài thầy thật nhiều và rất là tích cực khi mà comment đáp án, và như vậy đấy là cái niềm vui của thầy. Và thầy rất mong muốn rằng là thầy có thể giúp đỡ cho các em vào trong các cái buổi tối thứ sáu hàng tuần vào lúc 21:40.
cố gắng theo dõi và chờ đợi những cái buổi live stream của thầy tiếp theo nhé. Thầy nhắc nhỏ này, mùng 10 tháng 10 là sinh nhật thầy đấy. Bye bye. Chào tạm biệt tất cả các em. Chúc tất cả các em ngủ ngon.